Tin trẻ bắt đầu bây giờ Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tiếp tục series thử thách đoán thể tích của đồ ăn các bạn nha. Đấy. Đoán thể tích của đồ ăn coi như là mình sẽ mang ra một cái chai nước, bọn em nhiệm vụ đó là đoán nước uống này nó có bao nhiêu lít, bao nhiêu mililít. Đấy, nếu ai đoán sai nhất thì sẽ phải uống cái chai nước đó. Đấy. Thì cái thử thách này các bạn ạ, ai mà thắng ấy, thì mình sẽ trao người đó sẽ là 500 đô bạn nha. Còn hình phạt các bạn ơi, hôm nay mình lại bắt đầu tăng cấp độ các bạn ạ. Đấy, uống nước loa thì mình lại cho uống dầu ăn cho nó dài hết các bạn nha. Ai ra đầu nước dầu ăn này, sau nước mắm này, sau đó là tương ớt, sau đó là chanh nha. Được chưa? Rồi, các bạn thấy cái series này của mình hay thì like, chia sẻ video ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bọn em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mình sẽ bắt đầu thực hiện thử thách luôn các bạn nha. Let's go. Bọn em đã hiểu luật chơi chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bây giờ sẽ đoán cái chai nước này. Đấy, lon nước này có bao nhiêu mililít. Đấy, nhìn chưa? Đấy, bao nhiêu mililít. Lon này có bao nhiêu mililít. Ai đoán xa nhất thì sẽ phải uống cái lon nước ổi hồng này. Đấy, nước này của Mỹ các bạn ạ. 550ml. Mình sẽ không mua những cái chai lon Coca Cola dễ thế đâu các bạn ạ. Đấy, được chưa? Rồi ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn. Rồi, rồi lên nào. Nguyên uống à? Nguyên uống. 275, 330, 200, 100, 180. Các bạn ơi, chai lon nước này có thể tích cực của nó là 250ml. Mà Bách sẽ phải uống. Bách sẽ phải uống. Đấy. Chứ một đôi mà ngày đoán 100ml. Đấy, Bách sẽ phải uống các bạn nha. Đúng đấy em nhỉ? Hay à, bia. Bia. Review, review. Bí quyết tuyệt đẹp. Ngon không? Bách kia nhớ ngang cái nước không bạn uống. Để ăn đắng á. Ôi không mà. Nó gần ngang như thế anh ạ. Thầy review đi, review. Nó đắng này như nào, ngọt. Chả ngọt, nước ngọt. Nó ăn nhớ trắng. Nhớ ngọt ngọt. Đắng là ngọt. Khánh review rồi. Đấy các bạn ơi. Khánh review rồi các bạn ạ. Bách 7 lít. Rồi. Hết rồi. Cái lo này có 250ml rồi các bạn nhá. Tức là có một kinh nghiệm là cái lo này ml không ngờ để lẻ quá đâu. Không để, bây giờ không để 330 đâu. Có 330 ấy. Có. Có. Mình chơi mấy chai lo đấy. Có. Nhưng chúng ta sẽ lên đoán lẻ bởi vì là phần trăm lẻ ăn hơn, dễ ăn hơn. Phần trăm lẻ nó sẽ sát với lại thành tích hơn. Đấy. Bởi vì... ok. Rồi ok. Được chưa? Rồi. Đấy, vòng 1 Bách đã phải uống rồi các bạn nha. Rồi, vòng tiếp theo. Bọn em có nhiệm vụ đó là đoán thể tích của chai nước này. Oreo. Đấy, nhìn chưa? Đấy, đoán thể tích, ai đoán gần nhất thì sẽ không phải uống, còn ai đoán xa nhất thì sẽ phải uống. Rồi. Rồi lên đi. 300ml, 275, 320, 480, 330. Chắc chắn là chai này có thể tích là 330ml. Đấy. Cường sẽ phải uống. Đấy, giơ lên lại nhìn nào. Em uống rồi. 300. Rồi, thế thì Cường sẽ là người phải uống các bạn nha. Mạnh đúng ngay các bạn ạ, đẳng cấp ấy. Được rồi. Rồi. Đây đưa anh đưa mẹ anh quay cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn này, thể tích thực của các bạn nhá. 300ml đấy, nó có ghi ở trong chai rồi. Mình sẽ không bao giờ nói sai các bạn ạ. Đấy. Hai vòng ra. Uống review em ơi. Ngon đấy. Ngon đấy. Ngon đấy. Như sợ tinh đúng không? Như sợ tinh nhỉ? Như sợ tinh à? Cái này không khác gì sợ tinh luôn. Thế à? Kiểu như dòng đỏ ấy các bạn ạ. Đấy, đoán sai chúng ta sẽ phải uống các bạn ạ. Đây là một đường. Để thích bé nhỉ? 330 thì uống dễ hơn 480. Chắc chắn rồi ôi. Nói câu chuyện hay nói được. Các bạn nhìn chưa? Mình mua rất chi là nhiều loại thể tích khác nhau à. Mình sẽ không mua chẵn đâu các bạn ạ. Lo phết đấy. Mua một chai lo đấy. Lo chứ, nó có rồi, ga. Nước này có ga các bạn ạ. Đầy bụng. Rồi. Hết. Tiêu chưa thua chưa? Chưa ơi. Chai chưa ra được nhỉ. Rồi ok. Rồi. Vòng tiếp theo, nhiệm vụ bọn em lại đoán thể tích của lon nước khoáng chanh dây này nhá. Đấy. Thể tích của nó là bao nhiêu? Khoáng chanh dây các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này, khoáng chanh dây các bạn ơi. Đoán đi. Xong chưa?
Ok anh. Giơ lên. Không biết đúng không? 330, 330, 310, 380, 280. Em bên 50. À 350 à? 50. Đấy, 330, 310, 380, 280. Thì chắc chắn là Bách sẽ phải uống các bạn ạ. Lo này có thể tích là 330ml các bạn nha. Đấy các bạn ơi, các bạn ạ, Bách với lại Cường sẽ phải uống các bạn nha. Đây đó là thể tích là 330, Cường đoán 380 thì tranh nhau 50, Bách thì tranh nhau cũng 50 các bạn ạ. Đấy cho nên là hai người sẽ phải cùng nhau phải uống. Đấy, hôm nay mình để ý là cái góc bên tay trái này uống nhiều nhất các bạn ạ. Kèm nhau về sau ấy. Không dám đổ trước được cái này. Đấy, ăn nhau cái về sau bạn nha. Tranh nhau ngon thì gì á. Uống nước kia xong uống nước này được. Nó như ngang. Ngang các bạn ạ. Thế à? Lần vị nó đắng đắng nữa. Khiếp thật. Thế á, nó đắng á. Tranh nhau thế là nó không đắng rồi ấy, nhưng mà uống vừa uống nước cho tăng lực ấy. Rồi. Đắng chảy uống đắng đắng. Không ra uống dầu ăn cho nó nhanh. Hơi sâu bác nhỉ. Hơi sâu. Rồi, bác uống đi. Mỗi người uống ngon rưỡi rồi. Gì? Bao gì bạn nhỉ? Gì? Bác uống cho ba lon nữa mới phần. Bác chịu thua chưa? Nhé. Ấy xong rồi dốc cốc nha. Rồi. Ok, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Hai người ai chịu thua chưa? Chưa anh. Chưa. Rồi, vòng tiếp theo các bạn nha. Đó là đoán thể tích của cái ly nước dòng đỏ này. Đấy. Đấy, nó sẽ khác chai các bạn nha. Nghe này, uống mãi. Trầm. Bên trên. Đừng chào Bách. Cái này chắc 3 lít. Ok, em uống được. Rồi, 1, 2, 3. 180ml, 260, 130, 180. Chắc chắn là 130 sẽ phải uống rồi. Đấy, cái này có thể tích thực của nó là 240ml các bạn nhá. Tí này uống rồi. Đấy, rồi. Cường. Đủ chân các bạn ạ. Cường sẽ phải uống. Trên này đồ đỏ là ngon. Ai không uống gì đấy à? Không. Bóc à. Bóc là nó vãi. Không sao, cố lên. Cái này là... Nhìn móng, nhìn móng, đây bạn ạ. Bật nó móng, bật cửa. Rồi, sao đây? Nó ấy, nó bắn, nó vỡ ra. Rồi. Rồi, rồi. Bách chắc uống đường như nó này sao, kinh nghiệm ghê. Rất ngon mà. Yeah. Chạm hết chưa? Ok. Thở chỗ rồi. Đấy, ngon không em? Không có vị nhỉ, đắng lắm. Rồi ok, uống 3 lon rồi mà. Rồi ok, Cường uống nhiều nhất ở đây các bạn ạ. Rồi, vòng tiếp theo nha. Đó là đoán thể tích của chai sữa trái cây Nha Ram này. Đấy. Chai này nó to các bạn ạ. Đừng đoán sai quá nhá. Đấy. Nắm là ra, làm sao mà phải căng thẳng nhỉ. Đúng rồi. Sẽ phải ăn dầu ăn. Nào bắt đầu. Giơ lên đi. Đấy, 330, 330, 280. Wow, sao lại 330 hết nhở? Đấy, chai này có trả tích nó là 290 các bạn ạ. Thế thì 4 người sẽ phải uống. Tất cả chúng ta lên đoán lẻ các bạn ạ. Đấy. Lên đoán lẻ. Rồi, gì uống phát hết rồi đâu các bạn ơi. Khiếp, uống thế nữa. Phần của anh đang uống, đang uống phần cho mọi người đỡ uống phải nhiều thôi. Rồi, Bách. Nhưng mà nước ngon thế. Ngon à. Sữa mà, Luchi ấy. Luti. Rồi. Ok, được rồi. Đấy, chắc chắn chưa ai chịu thua được các bạn ạ. Anh ơi. Rồi, vòng tiếp theo nha các bạn nha. Đó chính là đoán thể tích của Monster này các bạn ạ. Lon nước Monster kinh dị các bạn ơi. Đấy, đoán không chính xác là chúng ta sẽ phải uống. Đấy. Mình biết tần súng đầu tiên nhưng mà sai. Cố gắng nha. 1, 2, 3. Chết rồi. 450, 330, 325, 330. Gì sẽ phải uống các bạn nha. Đấy, đây là có thể tích là 355 các bạn ạ. Không uống. Đấy, Duy sẽ đoán là cao nhất đó là 475 các bạn ơi. Nhìn ra giống là Coca thế nhỉ? Đấy. Giống Coca này.
nước này, này nó kinh dị. Nó đắng các bạn ạ. Con nào mấy cái từng trải qua con nước kinh hơn như này nhưng mà đúng rồi. Gì hay uống Monster á? Cái nước Monster này là kinh dị các bạn ạ. Nó không phải đơn giản đâu các bạn nha. Điều gì hay uống Monster thật. Anh nghe thì với nó như nào em nhỉ? Cái bóng của Duy ấy. Để ăn luôn. Anh hiểu cảm giác mà nước có ga không vị không? À, nước có ga không có vị các bạn ạ. Không vị anh biết kinh dị à. Rồi. Đây. Duy sắp chớ rồi các bạn ơi. Không không chớ được nhau. Không vị gì à? Có vị nó cứ ga tê tê. Tê tê trong mồm ấy. Tê tê. Nhờ bạn dễ uống cái nước nọ mình uống. Nước nọ nó đắng các bạn ạ, đắng dã man luôn. Như thuốc, như thuốc mà. Đấy, mình không hiểu sao lại có những cái loại nước mà nó đắng như vậy. Nước cầu ngang, acid. Xong rồi các bạn. Đúng ngực luôn. Rồi, xong. Duy chịu thua chưa? Chưa anh ơi. Ok. Vòng tiếp theo sẽ đoán giải thích của chai trà sữa này nha. Đấy. Nhìn chưa? Đấy, mình phải lắc lắc này để cho nó nhìn thấy giải thích các bạn ạ. Khó các bạn ạ, mình che hết rồi. Vâng, em nhìn lại là cái hóa anh mạnh các bạn ơi. Chai này em phải uống rồi. Chai này mà mình mà đoán sai. Chai 1 lít. Chai này mình uống rồi. Chai 1 lít đấy. Mình chắc chắn là mình uống luôn rồi. Mình ghi rồi xong mình nhớ lại là mình ghi sai. Ở 1, 2, 3 750. Bao nhiêu đây? 550. Hay là 690 ml. 650. Để dài rồi. 725. 290. Ui ôi, Bách sao mà ghi chai này. Bách là người uống á. Giải tích của nó là 580 các bạn ạ. Mình là đúng chết các bạn ạ. Rồi, Bách sẽ phải uống các bạn nha. 250. Không hiểu sao Bách ghi 250 các bạn ạ. Đấy. 290. 290 các bạn ạ. Ngon không? Ngon, thật sự ngon. Ngon lắm các bạn ạ. Trừ đi cái đô, em lại phải uống. Bách giờ này ra rồi. Có ra không? 750. Đấy, lo à. Lo à các bạn ạ. Uống khỏi xong ơ, khiếp thật. Qua đằng sau. Tuyệt vời, bách chúng tôi chưa? Ok, rồi. Vòng tiếp theo nha, đó là nước khoáng dễ được. Uống, nước lọc dễ uống. Đấy, biết rồi các bạn nha. Đoán thể tích của chai nước này đi. Đấy, đoán thể tích của chai nước này. Nhìn chưa? Chai tầm lít rưỡi. Đấy. Đoán mẹ, em đoán 2 lít rồi. Được chưa? Đấy, thể tích của chai nước này nha, nào. Chặt nó luôn. Rơi đi. Sao có hai anh em chung sở sở. 1,2 lít. 1.200 ml. Là 1,2 lít. Rồi, ok, 1,2 lít. Đấy, 1 lít này. 1 lít 2 này. 1 lít 2 này, 900 ml. 900 đi rồi. Rồi, chắc chắn là 900 ml sẽ phải đi rồi. Đấy, đây là 1,25 lít các bạn nhá. Các bạn nhìn chưa? Đấy, đây là 1,25 lít. Bách mà lên hơn 1.000 là nguyên là quảng luôn đấy. Bạn có đi tiếp được không? Ừ, dạ. Nhìn hoa mắt là sợ rồi. Rồi. Cái chai này gặp mình chưa uống gì cũng sợ. Cũng coi như đi luôn. Rồi, ok. Bách trà rồi nhá. Còn 4 người các bạn ạ. Vui đấy. Vòng tiếp theo các bạn nhá. Đó là đoán thể tích của chai nước này các bạn nhá. Đấy, cà phê Việt Nam bạn ơi. Rem ghi ra. Nếu là nhìn thân dài không anh bia hết rồi đâu. Đấy. Mày đầu thân xem nào. Rồi. Thấy chưa? Đấy, nhìn chưa? Đoán 10 220 ml. Mày phải đúng giống mình thật. Thôi mình đoán 110 đi cho khác nó đi. Rồi, giơ lên. 210, 280, 225 và 180. Chai này có thể tích là 235 ml. Đấy. Để tính toán cường. 35 được. Cường. Rồi, Cường là người đoán sai nhất, Cường sẽ phải uống nhá. Cường nghĩ sao mà hôm nay lại sạch đen thế nhở? Thắng là được. Thơm thế nhỉ? Cái này bật lên cái thơm thế. Đã ngon rồi. À, cà phê ngon này. Thơm đấy. Thôi. Thôi. Lọc ai thì loãng anh em nhỉ? Ui, ngon thế. Nhưng mà hơi lo bạn.
Từ đầu giờ chả được uống cái gì mọi người. Giờ uống rất nhiều các bạn ạ. Ngắt nước lắm rồi. Bây giờ cống phải có 3 ly nước cho mọi người. Đấy các bạn ơi, mình phải mua những cái lon nó khác, lon Coca. Bởi vì mấy cái lon này nó khác các bạn ạ. Thể tích nó khác. Lúc có đoán thể tích rồi. Có đoán thể tích rồi. Mà nhiều khi là uống nước các bạn cũng không đẩy thể tích được. Uống đi uống nha. Ai uống đẩy thể tích anh à? Uống lon nước mà muốn đầy hơn tận bây giờ. Rồi. Ok, Cường xong các bạn nha. Cường chịu thua chưa? Rồi. Nào, vòng tiếp theo nha. Đoán thể tích của lon nước này. Đấy. Nước Yến các bạn này. Chiều dài đây. Nước Yến thì ngon. Nước Yến ngon các bạn ạ. Đoán sai đi để được uống nào. Mình phải đoán sai lon này uống tiếp mà. Lần này mình đoán sai để mình uống tiếp cho bạn nhá. Rồi, rồi đây đây. 125, 220, 180, 135. Đấy. Các bạn ơi, chai này có thể tích là 190 các bạn nhá. Đấy, đấy gì? Em đoán gần nhất. Đâu nhỉ? 220 là bao nhiêu nhỉ? Em uống. Em uống. Rồi. Duy lại người uống nước Yến các bạn ạ. Đấy. Duy hôm nay đoán đếm đấy nhỉ? Đếm gì đâu, đếm uống uống đấy. Đừng có một điêu đi. Đấy. Nước này ngon không? Nó xịn anh ạ. À. Nó xịn này không như Yến lâu đâu. Không như Yến mấy nghìn một chai đâu. Rồi. Nó ngon nha các bạn nhá. Chưa. Nó ngon. Ok, quá sạch. Đấy, Duy chịu thua chưa? Úi dồi ôi, 5 chai nữa. Rồi, vòng tiếp theo bạn nhá. Đó là đoán thể tích của chai Coca-Cola này các bạn này. Coca-Cola không đường. Đấy, nhìn chưa? Chai này mà sai được ra luôn các bạn. Đấy. Rồi, rồi đi. 775 480 475 550. Sao gì đang xa đấy nhở? Chai này có thể tích đó là 600ml các bạn nha. Đấy. 600 từ từ để mình dự dơ lên, dơ lên. 100 em uống rồi. 50 cách 150 em uống không phải chính nữa. Không. Đâu. Em cách 50. Anh thấp bao nhiêu? 475 trừ đi 65. Vậy hai mình uống đôi. 125 nhá. Ừ. Bao nhiêu? Quay bao nhiêu? 775. Trừ đi 600. 175 Duy uống rồi. Các bạn ơi. Duy lại là người phải uống Coca-Cola không đường. Này nữa còn bởi cho bao nhiêu mà nhỉ? Đấy. Gì các bạn ơi, khéo cái cụ chuột rút các bạn ơi. Chuột rút rồi. Chai không được ấy. Không phải chuột rút đâu mà chim cút. Quýt giải nó ngon. Ôi chuột rút. Không rút được anh ạ. Gì không rút được. Cố mũi lên. Không tính chung lại. Không chạy. Xin thua. Xin thua anh ơi. Xin thua. Duy lại chim cú rồi mọi người. Dạ đúng anh em ạ. Rồi. Ít nhất còn 3 người các bạn ơi. Đấy. Còn 3 người nhá. Cố gắng nhá. Rồi. Vòng tiếp theo bạn nhá. Còn 3 người nhá. Đó là đoán thể tích của lon nước trà bì đao ít đường này. Đấy. Suy nghĩ đi. Sai. Dơ lên. Mới chưa được uống mà muốn uống lắm mọi người ạ. 320. 343 kia bao nhiêu? 345 thì 345 sẽ phải uống nhá. Đây có thể tích là 310 các bạn ạ. Mình chả được uống gì mọi người ạ. Mình cũng thèm lắm các bạn ạ. Nhưng mà chưa được uống. Chả được uống một nốt nào nước nào luôn. Từ đầu đến giờ. Các bạn. Chắc mình xin dừng tại đây các bạn. Không cố đâu ạ. Thua hả? Lỏ lắm. Không gì. Rồi. Cố lắm rồi đấy. Thế Cường sẽ ok, ra ngoài đi. Còn hai người các bạn nhá. Yeah. Các bạn ơi. Đấy, còn hai người thôi các bạn ạ. Sẽ phải đoán thể tích của chai nước này các bạn nhá. Đấy, nó nước là nước gì mình không biết ạ. Pororo các bạn ạ. Đấy, nhìn chưa? Bè hết thể tích rồi, không nhìn thấy đâu. Đấy. 265, 225. Cái này có thể tích là 235. Nguyên uống đi. Nguyên sẽ phải uống nha. Đấy. Các bạn ơi, mình uống chai đầu tiên các bạn. Rồi. Đấy, uống xong Nguyên đưa chai cho mình cho các bạn xem thể tích thật của nó. Ôi, review. Ngon không? Ngon. Ngon lắm anh ạ. Nước này nước xịn đấy. Nước gì đấy? Nước này nước Việt Quất hay sao? Nước này chính là nó nước do này. Nước đúng rồi. Nước Việt Quất các bạn ạ. Nước xịn đấy. Cố lên. Cố lên nào.
Rồi. Đấy các bạn ơi, chai này có thể nha, các bạn nha. Đấy. Rồi ok, 235 đây các bạn này. Nhìn chưa? Đấy rồi, Nguyễn Trường thua chưa? Chưa. Rồi, vòng tiếp theo sẽ đoán thể tích của lon nước Yến này, nhưng là hãng khác nha. Đương nhiên là sẽ khác nhau rồi. Các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Đấy. Giờ đây đi. 245. 250. Các bạn ơi. Đấy, 250 sẽ phải uống nha. Cái này có thể tích của nó là 240 các bạn ạ. Đấy, tranh nhau 5 giá đi hẳn. Một giá vẫn phải uống nhá, không phải 5 giá. Đúng rồi. Các bạn ơi, đây là lon đầu tiên mình phải uống này. Rồi, Hà Lan Nguyên dễ ra đi lắm. Lon đầu tiên anh Hoàng phải uống các bạn ạ. Hết rồi nha các bạn nhá. Ok, được rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta lại đoán thể tích của chai nước này. Mogu. Đấy. Thể tích mình bia rồi các bạn ạ. Mình chỉ nhìn chiều dài và chiều rộng rồi. 250. 250 các bạn ạ. Ôi, thế hai người này đoán cùng nhau à? Nhưng tất cả đều sai các bạn nhá. Rồi, ok. Bây giờ cho đoán lại. Cho đoán lại. Xóa đi đoán lại. Xóa đi đoán lại. Không thể nào cùng nhau được. Tất cả đều sai giá nhá. Sai thể tích nhá. Đấy, mình sẽ bắt cho đoán lại các bạn nhá. Ghê ghê. Mình đoán rồi các bạn. 265, 245. À, chai này có thể tích là 320. Anh Hoàng sẽ phải uống. Đây các bạn này, thể tích của nó là 320 các bạn nhá. Đấy. Khó đoán thế mọi người. Rồi. Các bạn ơi, mình lại có cơ hội thắng rồi các bạn ạ. Thế là gì xoài? Nước ép xoài. Đến gì đấy? Bên trong quần tả thạch nha mọi người. Rồi. Ngon đấy. Đơn giản các bạn nhá. Chua chua. Đấy. Thạch nhỏ. Nhanh lên đi. Có uống được không anh? Uống nước thì chúng ta phải uống nhanh nên các bạn lại thi nhiều vào. Thạch bên trong. Ê, phải nhai. Nó có thạch mà. Sắp, anh Hoàng sắp ra đi rồi các bạn ạ. Rồi, anh Hoàng kịp thua chưa? Chưa. Theo sẽ là chai nước sầu quýt, lon nước sầu quýt chít pi các bạn nha. Đây là nước kinh dị các bạn ạ. Nước kinh dị đấy, đoán phải chọn không là phải uống. 33ml á? 330ml. Ghi lại đi. Ghi lại và thêm một số 3 nữa. 330. 330ml các bạn ơi. 420ml. Chai nước này có thể tích đó là 320. Anh Hoàng lại phải uống. Đấy các bạn ơi. Cái này to mà nhìn. Đây các bạn nhìn này. 320 các bạn nhá. Đó. Uống liên tục rồi. Liên tục quá. Đây là nước kinh dị các bạn ạ. Mình đã uống rồi, đã phải sợ rồi. Mình lên thêm một cơ hội nữa các bạn ạ. Nước này là nước kinh dị các bạn nhá. Nó đắng. Cái này đắng. Thôi anh không uống được thì anh thôi. Đắng chát nữa. Anh không uống được nữa không? Như mùi thuốc. Đấy. Trời ơi, nó đắng lên chát. Ôi đây rồi là sao có thể chịu thua nữa rồi các bạn nhờ. Nước này nó kinh dị các bạn ạ. Các bạn mua thử về uống đi các bạn biết. Nhưng mà mình khả năng là anh Hoàng vẫn uống được các bạn ạ. Chẳng nhẽ hôm nay Nguyên lại thắng các bạn nhờ. Mình thích đoạt sai một lần để mình uống nhưng mà nó vẫn chưa sai lần nào. Đắng như thuốc. Sao nó lại sản xuất ra cái nước mà nó khó uống này. Thật đấy, mình cũng chịu luôn các bạn ạ. Các bạn nó uống được đắng như thuốc thì các bạn mua thử cái nước này uống nhá. Cố lên. Nhiều ga. Cố lên anh ơi. Nó còn nữa rồi.
Anh Hoàng muốn liên tục cái đấy các bạn ạ. Chẳng lẽ là lại anh Hoàng lại thua các bạn ơi. Đấy. Sau lần này mà không ấy là hay quay thua thất. Khổ lắm rồi. Rồi. Thua đi. Chưa hết được đâu các bạn ơi. Đấy, cái lượt này nó đắng lắm các bạn ạ. Nó không hề đơn giản, còn một hớp thôi các bạn ơi. Nó đắng mà nhiều ga quá. Đâu rồi? Còn tí nữa thôi các bạn, chắc là cố gắng lên được. Hết rồi. Các bạn ơi, hết rồi các bạn nha. Đấy, hết rồi, ok. Anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa. Ok. Rồi. Các bạn ơi, còn hai người rất là kịch tính các bạn nha. Hãy đoán thể tích của chai sữa trà sữa này. Đấy, trà sữa của hãng khác các bạn ạ, thể tích nó khác luôn. Đấy, nhìn chưa? Mình đã bê thể tích rồi các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Thể tích của nó đây này. Đón đây đi. Bao nhiêu? 250 các bạn ơi. 310. 345 là chính xác các bạn nha. Nguyên này quá đỉnh luôn. 4 chai liên tiếp. Nguyên cười liên tục cơ. Đây mình cười Nguyên. Chào em ơi. Mình cứ còn lên để đổi sai để mình uống nước, mình không uống được các bạn ạ. Rồi. Bắn đố bạn ơi. Bắn tiền bài. Ui. Bắn tiền đúng không các bạn ơi. Rồi. Ok, được rồi. Hết rồi các bạn nha. Đấy. Chưa ai chịu thua các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ hãy đoán thể tích của chai nước này đi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Chắc mình còn sai rồi các bạn ạ. Rồi. Rồi đi. Các bạn ơi, chai này có thể tích đó là 750 các bạn nha. Nguyên sẽ phải uống. Đấy. Nguyên sẽ phải uống các bạn ơi. Đây là chai nước khoáng các bạn ạ. Chấp nhận thôi các bạn. Nước khoáng này có ga các bạn nha. Đấy. Uống review đi em. Review đi. Cho vào cái răng. Nửa vừa thôi. Chắc là Nguyên uống được em. Chắc là Nguyên uống được đấy. Quang. Review đi em. Chai này nước muối các bạn. Khả năng mình không uống được đâu. Sao đây? Chai này nước muối, nước biển. Rồi. Không phải là nước bình thường, mình không uống được chai này đâu các bạn ạ. Rồi, đây các bạn này đang sủi ga bạn nhìn chưa? Đấy. Trông đây là nước khoáng muối các bạn ạ. Đây, mình. Rồi, ok, thế Nguyên chịu thua đúng không? Đấy, bao nhiêu ấy rồi không cố nên đến 750 cái đơn giản này. Các ơi, đơn nhau cái vết đích các bạn ạ. Vết đích mình này. Bảo cái chai khó quá các bạn ạ. Rồi. Nhưng mà chai này bình thường là chai nước ngọt thôi, nước gì mình uống được các bạn ạ. Ok, thế Nguyên chịu thua đúng không? Vâng. Rồi, anh Hoàng này là người chiến thắng. Yeah.